Đầu năm 2021, chồng và con gái của nghệ sĩ Việt Hương đã quyết định về Việt Nam định cư sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ. Nữ nghệ sĩ cho biết con gái Eliza Phương Vi trước đó còn có những bỡ ngỡ và lo lắng khi thay đổi môi trường sống. Nhưng sau nhiều tháng sinh hoạt, học tập cũng như cùng ba mẹ tham gia các hoạt động xã hội tại quê nhà, cô bé đã thích nghi rất tốt, có nhiều bạn bè và cũng tìm hiểu được nhiều thứ về cuộc sống xung quanh. Trước đó, Eliza cũng được mẹ cho về Việt Nam chơi buổi dịp hè, cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện, cũng như tìm hiểu về món ăn, cuộc sống ở Việt Nam. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, hôm 6 tháng 11 năm 2021, nghệ sĩ Việt Hương đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ với một vài người bạn thân thiết để dành bất ngờ cho con gái. Cả gia đình cũng thực hiện một bộ ảnh với những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh nhau. Việt Hương cho biết cô mong muốn lưu giữ kỷ niệm nhân dịp con gái 12 tuổi và cũng là lần đầu cả nhà cùng mừng sinh nhật con tại Việt Nam sau khi đã trải qua một giai đoạn khó quên. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, Việt Hương không kỳ vọng con trở thành một người quá xuất sắc, nhưng hãy là một người có lòng yêu thương và biết chia sẻ. Thấy con còn nhỏ mà đã biết phụ với hai vợ chồng mình làm các hoạt động giúp đỡ bà con, tôi thật sự rất vui. Những hành động nhỏ thôi nhưng sẽ là nền tảng để con hiểu và biết yêu thương những người xung quanh mình. Nghệ sĩ Hoài Phương cũng cho biết khi quyết định trở về Việt Nam sinh sống, anh cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn vì cả gia đình có khoảng thời gian dài bên nhau, cùng sắp xếp lại cuộc sống, cùng làm các hoạt động xã hội. Đó thật sự là những khoảnh khắc gia đình tôi rất trân trọng. Đó cũng là điều chúng tôi muốn mang đến cho Eliza, sự yêu thương và đầm ấm của gia đình.